Chào các bạn nhé, hôm nay anh em tôi đi rau cám tiện qua cái trại thỏ ở Đại Từ, Thái Nguyên thì mình cũng vào đấy thăm luôn. Ở đấy người ta nuôi cả thỏ này, chuột nang này, nhím này. Đây các bạn nhé, anh em tôi đã đến trại thỏ này. Trại thỏ Công Anh này, chuyên cung cấp thỏ giống, thỏ thịt, thỏ cảnh, thiết bị chuồng nhé. Đây có số điện thoại đây, mọi người cần liên hệ nhé. Đây, đây mình cho các bạn xem chuột trước này. Đấy. Đẹp chưa? Trong này rất chi là nhiều nhé. Chuột này con to có mà lên đến hàng cân, hơn 1 cân. Đấy. Ở đây người ta chăn cám với cỏ, chủ yếu nó cỏ voi. Đấy, thích chưa? Nhiều chưa? Kìa, chuột con kìa. À, cho bạn xem chuột con này. Bên này nữa này. Bên này chuột bạch nhá. Mắt đẹp nhỉ. Tí sẽ dẫn các bạn đi xem thỏ cảnh nhá. Người ta cũng nuôi trong trại cùng với trại thỏ New Zealand luôn. Đây các bạn lại xem lại chuột nhé. Đây con này để 2 con à. Trại thỏ Công Anh này có một shop ở dưới cổng Nông Lâm Thái Nguyên nhé. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên này. Có tất cả các đồ chơi cho bé này luôn nhé các bạn nhé. Chuột bạch này, nhím này, sóc này. Ô con kia hay chưa? Đây, ui ui đẹp chưa? Su su su. Hai tờ là hai chạy hay là một chạy không như nào? Như thế thì hai người một chạy thì mình biết là hai người làm cùng ấy này là hai chạy đẹp nào. Đây cho bạn xem này. Ui ui, yêu chưa? Đấy nè. À, chuột con này đáng yêu chưa? À. Vâng. Thế còn cái bài báo cáo bài ấy thì phải làm lại ông cô hay như nào? Ok ok. Em kiểu bây giờ em với lại anh Tuân. Đây bỏ hẳn lên cái này cho các bạn xem này. Đấy. Đẹp chưa? Cái bài thì đã đi em làm xong rồi nhưng mà bây giờ để em gửi cho cô. Còn cái tên. Vâng. Vâng. Con này xù đẹp luôn nhỉ? Nó không đánh nhau nhỉ? Đây là giống của nó như thế nhỉ, nhìn hay nhỉ. Hay nhỉ. Đây thức ăn là mình cũng cho ăn bằng cắm thỏ. Đúng, cắm thỏ cắm cỏ chứ. Thế còn nước, nước thì cho nó hay là ăn cho nó ăn cỏ. Ăn cỏ đây. Cỏ. Nó có uống nước. Không biết là giống gì nhưng thế đẻ nhiều lắm. Đây, thức ăn cho thỏ đây. À, cho chuột. Vâng. Mấy em chẳng biết nó là giống gì. Cỏ voi nhá. Ý, huyết. Huyết ghê chưa? Mày tính nhá. Vâng. Nó ăn cái gì? Em chẳng biết nó cho ăn cái gì mà nó ăn ít lắm nhưng mà đẻ nhiều. Nó đẻ được tầm 6 con. Chuột ăn cỏ. Mấy con này giống xù. Cái loại này, loại xù này có to không? To chứ, to hơn loại
để cho like, đến lúc like thì người ta chơi không phải người ta thích chơi như dòng mai đâu. Này luôn rút được mà, luôn chùn. Tốt phân. Ở đấy mình chả nuôi nuôi thằng toàn. Ăn ăn nhỉ? Cỏ nuôi bị chết là nào nhỉ? Chưa, nhưng mà hiện tại đang có một con nó bị đi. Đi à? Cho nó uống thuốc. Hôm qua... Mua thuốc tiêm của lợn nhất đi. Tiêm. Hôm qua tiêm một mũi không? Nhưng mà nó bị sao rồi? Thời tiết dại thay đổi đi. Có một, mất một con thỏ đực. Con ấy làm sao? Chết rồi. Không, không, không phải, tức là mất một con thỏ đực bị đi ỉa thôi. Tức là nó, phân của nó cũng gọi là vẫn đặc đặc, gọi là đi ỉa thôi, nhưng mà chưa phải là tiêu chuẩn. Nhưng mà vẫn phải ấy, vẫn phải phòng, không cho đi ỉa, phải dừng lại, không ăn nữa. Rồi, thế từ tối qua là anh tách riêng rồi. Tách riêng mới lại cho nó ăn lá, cho nó ăn lá thuốc này. Hôm mình cho nó ăn cái cây bọ mẩy trắng của người ấy. Cũng thấy nó cũng hiệu quả, nhưng hôm qua cũng tiêm. Sáng nay thấy phân sệt sệt rồi, chắc là khỏi. Mình kết hợp vào thì nó nhanh, nếu nó đã bị nặng. Cắt cả nước cả thức ăn luôn đúng không? Cắt một ngày thôi. Thôi mỗi lần đẻ nó đẻ có hai con này. Giờ, nếu mà đứa đầu tiên thì nó chỉ được 1 con đấy, có con thì nó đẻ 3 con. Ừ. Thế nếu mà nhiều con, thì được khoảng mấy con? Nhiều, 3 con. Cái bọn lang loại kia thì nó phải được 5 con đến 5 con đấy. Cái này con to chỉ hơn 1 cân hả nhỉ? Không được á. Hôm trước sang thấy một con to ơi to. Chửa ở nhìn. Có ở đây có một con chửa sắp đẻ. Còn mấy con hình như chửa hết. Nuôi đẻ lâu á, nó chửa 2 tháng mới đẻ. Nó đẻ được 2 con. Thua thỏ nhỉ, thỏ chỉ tháng rồi. Cái này lông đẹp không? Nguyên to trong này, mịn mịn. Bằng lấy cỏ thì ăn đến bao giờ thì hết. Ôi, không mấy con tí tí này mà ăn ghê vậy. Nhưng nó cắn nhấm. Nó cắn vãi đây nhiều. Không? Đủ chất. Hôm trước có ông chú ông bảo sang đây, ông hỏi là có ở đâu bán chuột bạch không, bảo chỉ sang đây ông chưa sang. Ông hay đi phố lợn này. Đây là chuột bạch đó. À, có không? Chuột bạch có. Không có. Con tơ đây chuột bạch thì nó dễ chết. Mẹ đuôi nó dài đấy, em thích chứ. Con tơ thì cảnh hơn. Còn thường chuột thí nghiệm luôn có. Chuột thí nghiệm. Ông bảo ông bắt một đôi về ông nuôi cho nó, cho chuột nhà nó đỡ đi. Không biết phải không? Không biết ông nghe ở đâu ấy. Chuột nặng nói thế thôi chứ còn không có. Ông bắt một đôi về cho nó, tức là ông bảo là ông nghe đâu ấy, bảo là tức là thỏ bạch à, chuột bạch ấy nó tiết ra cái nước gì để chuột nhà nó sợ. Chả biết có phải không, ông đang đi tìm đi. Tôi còn thỏ ấy nuôi trong kiểu thỏ cảnh. Bây giờ nhà mình có khoảng bao nhiêu đôi thỏ sinh sản? Trăm con rồi. Con là thỏ thịt nữa. Nuôi cả thỏ thịt nữa. Đấy, thỏ thịt chứ còn thỏ cảnh thì có ít thôi. Thỏ cảnh như thế sao bán được? Như thỏ thịt bây giờ mình bán là bao tiền một cân? Con tính cân thì nó cắt tầm khoảng cân như thế.
Bây giờ như thế là bán bao tiền con thỏ thịt? Em thấy cứ đi thoảng có xe máy, mấy xe máy liền chở qua chỗ nhà em. Cũng chở từ bên này sang, chắc là bọn anh chở. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để có những video hữu ích nhá. Em thấy hay chở qua đấy.